ở 5 phút đầu của mỗi hiệp đấu. Văn Thanh sẽ là người đã thay vị trí chuột của Trọng Hoàng, một cầu thủ cũng đã chơi rất hay trong trận đấu lượt đi. Văn Thanh thi đấu chết ở bên phía hành lang cánh phải. Văn Thanh như thường lệ thì anh vẫn mang áo số 17. Diễn ra cùng giờ với trận đấu này ở bảng G là cuộc đối đầu giữa các tiểu vương của Ả Rập Thống Nhất và Thái Lan. Đường chuyền Quang Hải, vẫn là Quang Hải. Một tình huống mà Quang Hải chuyền bóng khi Tiến Linh đã di chuyển. Phải chăng đây sẽ là bất ngờ đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam sẽ tạo ra từ quả đá phân công của Quang Hải? Sút xa! Rất có ý đồ. Đó thực sự là một tình huống mà đội tuyển Việt Nam gây ra nhiều bất ngờ cho Indonesia. Phạt lỗi rồi. Tất nhiên là phải có một quả đá phạt và hơi tiếc là nó vẫn chưa phải trong khu vực 16m50, nhưng không sao. Đây vẫn là một thời cơ cho chúng ta. Những tình huống đá phạt góc như của Quang Hải mà chúng ta vừa được thấy và sau đó là một cú dứt điểm là điều mà Quang Hải và Văn Quyết đã không ít lần thực hiện trong áo câu lạc bộ Hà Nội. Một cú vô lê cực kỳ đẹp mắt. Quả đá của Tuấn Anh. Quá hay. Tại UAE năm 2016, Tuấn Anh đã từng tạo nên một siêu phẩm tại giải U23 châu Á. Tiếp tục là một cơ hội khác từ vị trí cố định của Quang Hải. Mới là phút thứ 7 của trận đấu. Quang Hải rất nguy hiểm. Tình huống chạm bóng rất đa dạng ở cách đá của chúng ta. Lần này là một quả đá phạt bóng đi sệt. Và đến với vị trí của Tiến Linh. Quét. Văn Toàn. Dứt điểm. Không vào. Đọc tình huống nhanh. Nhưng tôi ước gì Văn Toàn trong tình huống vừa rồi phát huy thêm sở trường bằng khả năng đi bóng tốc độ của mình để tiến gần hơn tới khung thành đối phương. Đọc tình huống quá hay. Đó là một pha bóng mà Văn Toàn đã phát huy được khả năng đọc tình huống và di chuyển không bóng của mình để có một cơ hội dứt điểm. Tuấn Anh tiếp tục phát triển bóng sang bên phía cánh phải cho Văn Thanh. Rất hay. Nhịp xử lý của Văn Thanh là quá tốt. Pha phối hợp giữa Quang Hải và Văn Thanh. Không được. Chỉ có một quả đá phạt góc cho chúng ta. Chiếc thẻ vàng dành cho trung vệ Satria. Lại là một tình huống phạm lỗi nữa. Indonesia đang chơi cực rắn. Và thẻ vàng tiếp theo được trọng tài rút ra dành cho đội bóng này. Rất tập trung và có một kết cấu đội hình chắc chắn. Nhưng một khi tinh thần đi xuống thì đội bóng này lại dễ dàng bị vỡ trận. Cơ hội dành cho đội tuyển Việt Nam. Hoan hô Văn Toàn cho dù trong pha bóng vừa rồi tiền đạo của chúng ta không tạo ra được một pha dứt điểm. Nhưng tốc độ tuyệt vời của Văn Toàn đã tạo nên một tình huống trông chênh nơi hệ thống phòng ngự của đối phương. Cực kỳ quyết liệt. Trọng tài phải đến bây giờ mới thổi còi. Đó chắc chắn là một pha bóng triệt hạ. Trước đó thì Quế Ngọc Hải đã phải diễn tả lại pha phạm lỗi ác ý của đối phương. Và lần này đến Văn Thanh để trọng tài Ahmad có thể nhận ra sự nghiêm trọng từ lối đá của Indonesia. Thực sự là các cầu thủ Indonesia đang không đá bóng mà đá người thật. Rất phi thể thao. Tôi nghĩ rằng lúc này thì trọng tài cần phải có những bài học dành cho những cầu thủ của Indonesia. Nếu không thì những pha bóng như thế này sẽ vẫn còn tái diễn. Đó là một cú đạp vào gầm giày. Nếu như Tuấn Anh không kịp thu cái chân của mình lại thì không biết chuyện gì đã xảy ra trong pha vào bóng rất ác ý vừa rồi. Tuấn Anh, hợp lý.
Hồng Duy, Hồng Duy, Hồng Duy, cơ hội đến rồi. Hoàn hồng Hồng Duy với pha đi bóng qua hai cầu thủ của Indonesia. Tuấn Anh. Cơ hội dành cho Phan Văn Đức, Phan Văn Đức, Phan Văn Đức, sút bóng không được. Có cảm giác là ở vị trí nào trên sân thì Indonesia luôn muốn phạm lỗi để ngăn chặn cầu thủ của chúng ta. Tuấn Anh, một pha phơ và trụ dọc. Văn Thành, Văn Toan. Đó là một pha bóng mà Văn Toan luôn làm rất hay. Tốc độ xuất phát rất cao và chuyển trạng thái đột ngột khiến đối thủ bị trôi đi. Và pha quản bóng như vậy sẽ mở ra một cánh cửa rộng lớn đến với khung thành của đối phương. Chúng ta có thể hiểu được sự tiếc nuối của Văn Toàn ở pha bóng vừa rồi khi cầu thủ đối phương đã kịp thời phá bóng. Quả đá phạt góc thứ tư cho đội tuyển Việt Nam. Bên cánh trái là Hồng Duy, còn bên cánh phải là Quang Hải. Bóng hướng về vị trí của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh đường chuyền cho Tiến Linh. Và vừa rồi là tình huống xâm nhập của Quế Ngọc Hải. Tuấn Anh sẽ được đưa ra nghỉ và người góp mặt là Xuân Trường. Không biết là có vấn đề gì với Tuấn Anh sau những tình huống vào bóng rất ác ý của đối phương hay không. Lương Xuân Trường chọc khe, đường chuyền hợp lý dành cho Văn Thành. Văn Toan, đường chuyền của Tiến Linh, Xuân Trường, Phan Văn Đức. Một loạt những pha phối đồng đội. Tiến Linh, Quang Hải về quả bóng quá hay. Những kỹ năng như của một cầu thủ phút san. Đường chuyền của Tiến Linh, đường chuyền hướng tới vị trí của Tiến Linh. Quang Hải phản công chính xác. Văn Toan khoảng trống trước mặt của Văn Toan, đối mặt với Risky. Văn Toan sút bóng. Thời gian kiểm soát bóng là hoàn toàn vượt trội nghiêng về phía chúng ta. 72% thời gian kiểm soát bóng cho đội tuyển Việt Nam. Hồng Duy, Tiến Linh. Sự vượt trội về thời gian kiểm soát bóng, sự vượt trội về những cơ hội, sự vượt trội về những quả đá phạt góc. Và chúng ta xứng đáng để có được một bàn thắng cho đến hôm nay. Thì những đấu trường như thế này, phần lớn cầu thủ đều đọc được tình huống. Văn Toan, một pha phá bóng ngay trước mũi giày của Văn Toan được thực hiện bởi trung vệ Ridho Ramadani. Mật độ hãm thành của đội tuyển Việt Nam tăng lên trông thấy. Hiệp một của cuộc so tài giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Việc Công Phượng vào sân là sự thay đổi cầu thủ thứ hai mà huấn luyện viên Park Hang-seo thực hiện ở trong trận đấu hôm nay. Xuân Trường vào sân thay cho Tuấn Anh, còn Công Phượng vào sân để thay cho Văn Toàn. Đến lúc này của mùa giải thì Công Phượng cũng đã có 6 bàn thắng ở giải vô địch quốc gia. Hy vọng rằng đội bóng của chúng ta sẽ chơi với một sự hiệu quả lớn hơn nữa trong hiệp đấu thứ hai này. Và hy vọng rằng ông trọng tài người Kuwait Alawi Ahmad cũng sẽ bắt chính xác hơn trong những tình huống ở trên sân. Hiệp đấu thứ hai vừa được bắt đầu. Trong hiệp đấu thứ hai này thì đội tuyển Việt Nam bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của chúng ta. Chính Văn Hậu là người đã mở tỷ số trong trận chung kết SEA Games với Indonesia bằng một pha đánh đầu ghi bàn.
sau quả đá phạt của Hùng Dũng. Phan Văn Đức, Văn Thành và Phan Văn Đức. Văn Thành rất nhịp nhàng tiến lên. Mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo cho đến cú dứt điểm của Tiến Linh. Thi đấu tròn vai. Hồng Duy! Tiến Linh! Tiến Linh! Linh ơi! Tiến Linh! Bắn con! Tuyệt vời Tiến Linh mặc áo số 22. Các trọng tài đã chỉ tay vào chấm giao bóng dù các cầu thủ Indonesia cho rằng bóng đã chạm tay của Tiến Linh. Nhưng Ahmad đã chỉ tay vào chấm giao bóng bất chấp những than phiền từ các cầu thủ, từ thủ môn Indonesia. Câu trả lời cho sự than phiền này là một chiếc thẻ vàng dành cho Aguinata. Và thêm một lần nữa thì Tiến Linh lại có duyên với mảnh lưới của đội tuyển Indonesia. Đó cũng là một pha bóng rất hay khi chúng ta được xem lại. Chúng ta sẽ được theo dõi một pha chạm bóng cực kỳ tinh tế của Quang Hải để đưa quả bóng tới vị trí của Xuân Trường. Và sau đó là cú mở bóng của Hồng Duy. Một pha bóng rất hay và nó đặt Tiến Linh vào vị trí sở trường của mình. Tiến Linh luôn làm rất tốt những tình huống như vậy. Đó là một pha bóng mang đầy đủ những tố chất của một trung phong từ phía Tiến Linh. Sự quyết đoán, tốc độ và sự quyết tâm để thực hiện cú dứt điểm về phía khung thành của đội tuyển Indonesia. Đó là một kết quả hoàn toàn xứng đáng cho các cầu thủ của chúng ta. Pha ghi bàn thứ 3 trong chiến dịch vòng loại World Cup của Tiến Linh và nó mang lại sự vỡ hòa của huấn luyện viên Park Hang-seo, ban huấn luyện và các cổ động viên. Và tôi tin rằng ngay cả bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi thì những âm vàng cũng đã vang lên để ăn mừng bàn thắng này của Tiến Linh. Và chúng ta thấy rằng cao thủ Indonesia dữ dội ngay cả với vị trọng tài điều khiển trận đấu. Văn Thành hợp lý. Phan Văn Đức. Quá hay. Quý vị cũng đừng bất ngờ nếu Quang Hải ghi bàn bằng một pha đánh đầu. Ở vòng loại Asian Cup thì Quang Hải đã từng có một pha đánh đầu rất hay vào lưới của đội tuyển Campuchia, cũng ở một thế trận rất khó khăn. Rất hay. Tiếc là bóng không tới được vị trí của Công Phượng sau đường truyền của Phan Văn Đức. Chúng tôi đã nói về việc đội tuyển Indonesia có thể chơi rất rắn, chơi rất tập trung và có một kết cấu đội hình chặt chẽ. Nhưng một khi đội tuyển của chúng ta có được bàn thắng thì điều đó có thể thay đổi 180 độ. Và những pha phối hợp mà chúng ta được thấy ở trong một vài phút vừa rồi dường như đã thể hiện điều đó. Khi mà đội tuyển Indonesia bị xuống tinh thần và không còn giữ được sự tập trung như trước nữa. Công Phượng đá phạt. Công Phượng đã không ít lần thử thách các thủ môn tại V-League năm nay bằng những quả đá phạt góc. Và thậm chí là nếu may mắn thì Công Phượng đến ngày đã có thể ghi bàn từ những quả đá phạt góc rồi. Và vừa rồi là một thử thách dành cho Aguinata. Chắc chắn là Luyện Vang Sơ khuyến khích Công Phượng cho những quả đá thẳng. Khi mà những quả đá phạt góc xuất hiện với chúng ta là rất nhiều ở trận đấu ngày hôm nay. Công Phượng. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Duy Mai. Đấy rồi, Duy Linh. Thêm một cú đá nữa. Cầm. Phạt Văn Đức. Chỉ có một quả đá phạt góc chứ không phải là một quả penalty. Cú đá trước đó ở ngoài khu vực 16m50 là của Xuân Trường. Xuân Trường vào sân và chúng ta vẫn đang duy trì được nhịp tấn công rất hiệu quả, dồn dập về phía khung thành của Nadio. Xuân Trường
Quế Ngọc Hải là người đón đường truyền của Xuân Trường và thậm chí trung vệ của chúng ta sẵn sàng cho một pha tung người móc bóng. Hoàng Đức sẽ là cầu thủ vào sân ở trong những phút sắp tới. Và anh sẽ là sự thay thế cho Phan Văn Đức. Hoàng Đức vào sân đồng nghĩa với việc Quang Hải có thể chơi nhô cao hơn để cùng với Tiến Linh và Công Phượng tạo ra ba vị trí trên hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam. Duy Mạnh, Xuân Trường rất tốt, Hoàng Đức, cánh trái là Hồng Duy đang di chuyển rất thoáng. Quang Hải sút bóng vào. Tuyệt vời quả này. Đó là sự khẳng định, sự khẳng định của Quang Hải nói riêng và đội tuyển Việt Nam nói chung. Và đó là sự xứng đáng hoàn toàn cho những gì mà chúng ta đã thể hiện ở trận đấu này. Lần này thì thủ thành Aguaguinata hoàn toàn tâm phục khẩu phục với cú ra chân của Quang Hải. Lại là Dubai. Và dấu ấn Quang Hải lại xuất hiện. Không quá khi gọi đây là một siêu phẩm. Một cú đá đưa bóng kim thẳng vào góc xa khung thành của đội tuyển Indonesia. Nếu như có đặt trong khung thành của Indonesia một thủ môn đẳng cấp thế giới thì có lẽ cũng chào thua với cú đá này của Quang Hải. Một bàn thắng xứng đáng để xem đi xem lại. Và cú đấm vào không gian quen thuộc của Park Hang-seo. Quả đá phạt của Xuân Trường. Công Phượng đã có bàn thắng. Trọng tài đã chỉ tay và chấm dứt bóng và bàn thắng thứ 3 dành cho chúng ta. Tất cả những màn ăn mừng của đội tuyển Việt Nam trong trận đấu ngày hôm nay đều đẹp như cái cách mà họ làm tung lưới của đội tuyển Indonesia vậy. Duy Mạnh cũng đã để lại một hình ảnh ăn mừng cực kỳ ấn tượng khi ghi bàn mở tỷ số trong trận lượt đi. Và hôm nay một hình ảnh cực kỳ ấn tượng của Công Phượng và các đồng đội cũng đã xuất hiện. Chúng tôi đã nói là có bàn thắng thứ hai thì bàn thắng thứ ba có thể cũng sẽ đến. Và nó đến rất nhanh, nhanh hơn cả mong đợi. Cú chạm bóng của Tiến Linh và Công Phượng như được lựa chọn để trở thành tác giả của bàn thắng thứ ba. Anh có mặt đúng chỗ và dứt điểm đúng nhịp để khiến Indonesia phải nhận bàn thua thứ ba. Và thêm một lần nữa thì Xuân Trường tỏa sáng với quả kiến tạo từ cú đá phạt góc rất có ý đồ của mình. Huấn luyện viên Park Hang-seo rất trẻ trung ở bên ngoài đường biên. Bóng đá luôn làm cho người ta trẻ lại. Trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan thì huấn luyện viên Shin Tae-yong cũng đã thay 5 cầu thủ. Rất hay. Thêm một cầu nữa dành cho đội tuyển Việt Nam. Bàn thắng! Một màn siêu trình diễn trên sân khấu An Maktoum của các nghệ sĩ áo đỏ. Chúng ta đã vượt qua những khó khăn, những thách thức đến từ những võ sĩ áo trắng ở trong hiệp 1. Và giờ đây khi An Maktoum trở lại là một sân khấu bóng đá thì thực sự các cầu thủ của chúng ta đang thăng hoa. Những khoảnh khắc của Quang Hải đã làm bùng nổ tất cả. Và lần này đến lượt Văn Thành gọi tên tất cả chúng ta. Và tất cả chúng ta cũng hô vang tên anh với một cú cứa lòng hoàn hảo. Đội tuyển Việt Nam không chỉ ghi bàn mà còn ghi những bàn thắng cực kỳ đẳng cấp.
Và cùng với đó thì những pha bay người rất đẹp mắt của người chiến sĩ khung thành đội tuyển Indonesia lại càng tô điểm thêm cho những pha lập công như vậy. Và đây là ông Park Hang-seo. Luôn là những cảm giác về những hành động xin phép được dùng từ đáng yêu từ phía vị huấn luyện viên này. Park Hang-seo cho rằng đó phải là một tình huống đáng nhận thẻ phạt của cầu thủ Indonesia. Nhưng cũng giống như nhiều tình huống ở hiệp 1, không có thẻ vàng nào cả. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ. Và một con số 4 khác rất tuyệt vời là 4 bàn thắng của đội tuyển Việt Nam vào lưới Indonesia. Và điểm số thứ 14 cũng đang chờ chúng ta. Quế Ngọc Hải. Quang Hải. Huấn luyện viên Lưu Đình Tuấn đứng ở ngoài đường biên và chỉ đạo rất to các cầu thủ ở trên sân. Xuân Trường. Đội bóng áo trắng không còn có thể theo người được nữa. Và tiếng còi man cuộc đã vang lên. Một trận đấu tưng bừng của đội tuyển Việt Nam với chiến thắng 4-0 trước đội tuyển Indonesia. Và chúng ta thấy là nhiều cầu thủ của Indonesia đã đổ gục xuống. Xin được chúc mừng các cầu thủ đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo với một trận đấu quả cảm, chặt chẽ, đẳng cấp và thành công.